Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng, không để đại chúng chờ lâu nữa, con xin gửi tới tin vui vãng sinh thứ hai để cho chia vui cùng với toàn thể đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức và toàn thể quý đồng tu trên đường Zoom thế giới hộ niệm. Chúng con là gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Xuyên, nay xin thành tâm nói lời cảm ơn, tri ân công đức tới Tam Bảo, tri ân tới lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức đường Zoom và cùng toàn thể các cô bác Phật tử đã niệm Phật trợ niệm cho bố con vãng sinh thật viên mãn. Thật là bất khả tư nghì khi bố con có phước phần gặp được đạo tràng khuyến tấn, trợ duyên, trợ niệm một cách nhiệt tình, xây dựng tín nguyện hạnh đầy đủ. Đến lúc bố con yếu lại được lão cư sĩ Diệu Âm từ bi chia sẻ khuyến tấn khai thị. Sau một ngày, gia đình cùng đạo tràng túc trực giữ chánh niệm trước nửa tiếng, bố con vẫn còn niệm Phật, phát nguyện rõ ràng, rồi ra đi nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật. Sau 16 giờ đồng hồ hộ niệm, bố con để lại thoại tướng tốt đẹp, chân tay mềm mại, khuôn mặt trắng đẹp, râu có sợi chuyển dần sang đen, tóc gáy cũng chuyển sang đen, thật là bất khả tư nghì. Pháp hộ niệm thật tuyệt vời, qua đây chúng con nguyện cầu cho ai ai cũng biết hành trì tốt nhất pháp môn niệm Phật hộ niệm. Chính đây là đại cứu tinh cho chúng sanh thời mạt pháp. Gia đình chúng con một lần nữa xin cung kính cúi đầu cảm niệm lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hơn 20 năm chia sẻ pháp niệm Phật hộ niệm, giúp chúng sanh có duyên với vệ vãng sinh Tây phương cực lạc. Cảm niệm công đức của ban tổ chức đường Zoom, các đạo tràng trên toàn thế giới đã tạo nên một ngôi nhà tịnh độ ở nhân gian. Chúng con kính chúc chư tôn đức tăng ni, lão cư sĩ Diệu Âm, ban tổ chức cùng các đạo tràng tín nguyện hạnh vững vàng, quyết chí một đời này vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để tri ân cảm niệm công đức của ban hộ niệm gia đình đã hộ niệm cho cụ Như Lý Như Pháp. Một kính thưa toàn thể đại chúng, một câu A Di Đà Phật có thể cứu một chúng sinh sắp rơi vào tam ác đạo, vượt qua thập pháp giới, thành tựu viên mãn một đời. Kính xin tất toàn thể đại chúng nhìn thấy đây là những tấm gương tin sâu nguyện thiết để quyết lòng đời này ai ai cũng có phước phần vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. À, gì? À.